mình là Hải Vy, một bộ phận nhân sự công ty Nhân Mỹ. Thì hôm nay mình sẽ giữ vai trò là MC của chương trình Ghế Xanh ngày hôm nay. 16 tuần phát sóng vừa rồi Ghế Xanh, chắc hẳn các bạn đã có đôi điều biết về công ty Nhân Mỹ. Nhưng các bạn có thắc mắc với mình là các bạn dự sinh ở Nhân Mỹ sẽ làm những gì và các bạn sẽ có cảm nhận như thế nào về Nhân Mỹ. Thì đó cũng là nội dung của tập Ghế Xanh ngày hôm nay. Không giống như cái tuần trước Ghế Xanh thì ngồi Ghế Xanh, hôm nay chúng ta sẽ dòng một dòng tại Nhân Mỹ để biết các bạn sẽ làm như thế nào và cảm nhận như thế nào. Hãy theo chúng mình nhé. Xin chào bạn. Xin chào bạn. Bạn có thể giới thiệu chút cho mình nhé. Xin chào bạn và tất cả mọi người, mình là Quang. Và công ty nhưng mà cũng là làm ở một phần marketing. Hiện tại là mình và các khán giả của Nhân Mỹ Xanh thì cái lúc là bạn sẽ làm gì để xin Nhân Mỹ? Làm ở Nhân Mỹ thì mình đã làm tầm tháng gần 2 tháng rồi. Thì làm ở đây mình làm nhiều thứ lắm. Tôi làm cả về viết bài cho Facebook, làm video sản phẩm và những cái thứ mà liên quan đến việc sáng tạo. Bạn thấy công việc mình thế nào? Công việc thì nó cũng như sao thì dễ hiểu nhất, nó là như một cái bữa ăn hàng ngày. Nói gì? Làm thôi, mình phải xem nó là người bạn của mình đi, trân trọng lắm. Mình biết là tại Nhân Mỹ thì có một trao đổi kinh nghiệm rất là thú vị, là các bạn xin trước sẽ truyền đạt những kinh nghiệm của mình để các bạn học sinh mới vào thì gì đấy có sự học không? Mình đã biết rồi, nó là tập với bạn. Và bạn đã truyền tải những nội dung cho bạn mới vào như thế nào? Đây là những cái kinh nghiệm mà gần nhất các bạn là bị truyền đạt mới vào là gì vậy? Khi bạn mới vào thì các bạn luôn có một cái tâm lý là lo lắng. Đầu tiên mình phải làm các bạn là phải qua giao lưu để đưa lại những là cảm xúc mà sẽ cảm thấy thú vị khi mình làm tại đây, chứ không phải là lo sợ. Cảm ơn mọi người chia sẻ chân thành với bạn. Mình chắc chắn là những lời chia sẻ của bạn sẽ rất giúp ích cho các bạn là chuẩn bị gửi CV và đọc bản tin Nhân Mỹ mình. Thì mình có một món quà nhỏ để đến bạn. Cảm ơn. Cảm ơn bạn. Vừa rồi đã là chia sẻ cho một bạn kinh nghiệm lão làng trong Nhân Mỹ. Thì bây giờ các bạn có muốn biết là học sinh mới sẽ có cảm nhận như thế nào không? Muốn biết thì hãy theo chúng mình nhé. Khi làm ba chạm được học tập thì mình sẽ hiểu được một phần kiến thức. Những
giờ chúng ta sẽ đến với một hiện tượng đáng sống là những giả mạo nhân viên trong 2 tuần qua. Thì các bạn muốn biết không? Thì đây. Mình có thể gọi lúc bạn bạn có thể chia sẻ lên nhé. Mình tên là Phương Dương. Mình gặp anh nhau được 2 nhà. Nhà thứ nhất thì mình tới mình nghe cảm ứng rồi mình làm việc cái kiểu. Nhưng nhà thứ hai mình có được bắt đầu học. Không hiểu tại sao mà nó bắt đầu học thì nhà thứ hai mình đi lại. Cảm ơn.